tập viên Mỹ Linh, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin. Nguyễn Thị Thanh Nhàn kéo chân phe trọng, nhưng Tổng lại chưa phe ta. Tại kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vừa diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 tại Hà Nội, ông Trần Cầm Tú, nhận lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng, đã đưa ông Phan Việt Cường bí thư tỉnh Quảng Nam lên thớt. Vẫn với lối kết luận như mọi kết luận khác, rằng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lòng quản lý, vân vân. Điều quan trọng là ông Cường bị kết luận có sai phạm liên quan đến việc quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Lại thêm một bí thư tỉnh dính đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hiện nay, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bất lực trong việc bắt và dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa về nước. Đây được xem là một thất bại nặng nề đối với phe ông Tổng. Dù có một tô lâm sẵn sàng, bất chấp mọi thứ luật pháp miễn sao đạt được mục đích, nhưng cũng phải bất lực. Cả một phe cánh hùng hậu, từ Tổng Bí Thư đến ông Bộ trưởng Bộ Công an, mà thua một người đàn bà không hề nắm một chút quyền lực chính trị. Nào thì quả là nhục nhã. Hiện nay, Tổng Bí Thư và Bộ trưởng Bộ Công an đang đánh mạnh vào hết những chân rết đã từng có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và Bí Thư tỉnh Quảng Nam là người kế tiếp, sau cựu Bí Thư Đồng Nai. Nếu tình ý, mọi người có thể nhận ra rằng, Tỉnh Đồng Nai dính đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì bí thư tỉnh có liên quan bị trừng trị. Ở Quảng Nam hiện nay bí thư tỉnh cũng bị trừng trị. Nhưng tại sao cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan không bị trừng trị? Theo cáo chẳng, năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt một dự án đầu tư để mua sắm thiết bị cho bệnh viện sản nhi với số vốn đầu tư lên đến 238 tỷ đồng. Được biết bí thư tỉnh Quảng Ninh vào năm 2012 là ông Phạm Minh Chính. Cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh được ưu tiên, không dính đến AIC. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người phụ nữ có năng lực. Bà khiến các đấng mày dâu đầy quyền lực phải say đắm, trong đó có ông cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2011 đến năm 2015 và ông bộ trưởng bộ quốc phòng họ Phan hiện nay. Bà Nhàn biết sử dụng các mối quan hệ với các nhân vật ở Trung ương để tạo thế mạnh cho mình khiến cho quan đầu tỉnh cũng phải nhờ bà xin dùng ngân sách cho tỉnh. Vì thế, bà đã cột các quan chức, từ trung ương đến cấp tỉnh dính vào các thương vụ làm ăn của bà. Quan chức cộng sản có ba thứ thích, nhất quyền lực, nhì tiền bạc, ba tình ái. Có ông dính cả ba, có ông chỉ dính hai và rất hiếm ông nào chỉ dính một thứ. Ông Nguyễn Phú Trọng được xác định là người dính vào thứ lòng tham quyền lực một cách thái quá. Còn hai dấu hiệu kia thì mờ nhạt, hoặc không biểu hiện ra ngoài. Nắm được ba yếu huyệt trên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đánh gục gần như mọi quan chức mà bà từng tiếp xúc. Có thông tin cho rằng, bà Nhàn đọc vị danh mạch từng vị quan chức, nên khó có quan nào thoát được bà. Câu hỏi đặt ra là, trong những người đã gục ngã trước Nguyễn Thị Thanh Nhàn, có ai là người của phe ông Tổng Bí Thư hay không? Có như thế, mới xác định được mục đích chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là gì? Thông tin từ bên trong cho biết, phe ông Tổng cũng có người dính, đó là ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Được biết, sau khi nắm chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh một năm, thì ông Thắng đã mời bà Nhàn nhận thầu cung cấp lắp đặt thiết bị phần mềm cho cổng thông tin điện tử của Học viện Trung tâm và năm Học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tất nhiên, cũng có đâu giá, nhưng mọi trò dựng quân xanh quân đỏ được bà Nhàn lo hết, để cuối cùng kẻ trúng thầu là người đã được chọn trước. Ông Nguyễn Xuân Thắng người được cho là đã giao gói thầu của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều nhiệm kỳ qua chủ tịch hội đồng lý luận trung ương luôn là người được tổng bí thư cất nhắc và là ông thắng chính là một nhân vật thuộc nhóm nghệ an nhóm có quyền lực nhất hiện nay và là nhóm được ông Nguyễn Phú Trọng yêu ái nhiều nhất việc đánh vào AIC của bà Nhàn mà không đả động gì đến gói thầu của AIC với học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là việc làm có chọn lọc ông tổng chỉ đánh phe địch mà cũng chỉ đánh những ai có thể đánh được. Còn ông cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh thì ông Trọng vẫn chưa dám. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo .de với bản tin. Nguyễn Thị Thanh Nhàn kéo chân phe Trọng, nhưng Tổng lại trừ phe ta. Nếu Lưu Bình Nhưỡng bị ghép tội chống đảng và là án điểm, thì Huệ và Thưởng sẽ ra sao? Luật sư, nhà báo Lê Quốc Quân, cựu học trò của ông Lưu Bình Nhưỡng, khi còn là sinh viên ở Đại học Luật Hà Nội, trong bài viết đăng trên website của Đài Voa ngày 17 tháng 11, cho biết Mới đây, tôi được nghe từ một người bạn đang làm trong chính phủ rằng Trong một lần cách đây 3 năm, ông Trương Hòa Bình đã nói về thầy Lưu Bình Nhưỡng rằng Thằng khóc thuê đó, đợi đấy, bài viết tiếng nói đại biểu sự cẩn trọng cần thiết Đăng trên báo Công an ngày 6 tháng 11 năm 2018 của tác giả Đỗ Cảnh Thìn Điều đó hoàn toàn có cơ sở nếu chiếu theo bài viết với tiêu đề tiếng nói đại biểu sự cẩn trọng cần thiết, đang trên báo Công an Nhân dân ngày 6 tháng 11 năm 2018, của tác giả Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn. Mở đầu bài viết, tác giả nêu vấn đề rằng, bên cạnh đại đa số các đại biểu tâm huyết, trách nhiệm và đưa ra nội dung chất vấn mang tính thuyết phục, với tinh thần, thái độ xây dựng, thì vẫn có những đại biểu đưa ra những nội dung không đúng sự thật, đôi khi mang tính kích động rõ ràng tác giả Đỗ Cảnh Thìn không nêu tên cụ thể. Nhưng chắc chắn, những ai quan tâm tin tức chính trị sẽ nghĩ ngay đến cái tên đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Theo quy định của pháp luật, bất kể ai có hành vi đưa ra những nội dung không đúng sự thật, đôi khi mang tính kích động liên quan tới công tác nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ bị ghép vào tội chống lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là tội danh hình sự đã được quy định tại Điều 117, chương 13, Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2015. Kể cả ông Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Quốc hội, cũng không loại trừ. Sau khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, giới quan sát cho rằng khả năng cao đây là hành động trả thù của các cơ quan tư pháp, trong đó có Bộ Công an và ngành tòa án. Vì trong nhiều năm khi còn là đại biểu Quốc hội khóa 14, ông Nhưỡng là người phê phán Bộ Công an của Bộ trưởng Tô Lâm và ngành tòa án của tránh án Nguyễn Hòa Bình mạnh mẽ nhất. Xin dẫn chứng cụ thể. Thứ nhất, ông Nhưỡng nhận xét về báo cáo của Bộ Công an, tôi thấy vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp. Tỷ lệ không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%. Xử lý tin sau tố giác quá hạn 99,76%. Phát biểu này đã khiến nhiều đại biểu của ngành công an phản ứng dữ dội nhưng ông Lưu Bình Nhưỡng vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Năm 2020, khi đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an bằng chuyện tưởng nhỏ, nhưng đã làm mất mặt Tô Lâm tại nghị trường, bằng phát biểu. Cứ vào dịp lễ, Tết là công an cơ sở đi thu tiền của bà con buôn bán các thứ. Đề nghị đồng chí thực hiện biện pháp gì để cho anh em không làm chuyện này nữa. Cặp đôi, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Tránh án Nguyễn Hòa Bình. Thứ hai, với các vụ án có dấu hiệu oan sai như vụ án hồ duy hải với trách nhiệm rõ ràng thuộc về tránh án nguyễn hòa bình ông nhưỡng đã đánh giá dư luận cho rằng phán quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội và đã dựa trên tư duy quan niệm mang tính buộc tội vấn đề cấm kỵ trong lĩnh vực hình sự mặc dù công nhận nhiều sai sót mang tính mấu chốt trong quá trình điều tra nhưng lại cho rằng Sai sót đó không ảnh hưởng đến bản chất vụ án Chấm, ông Nhưỡng nêu quan điểm đại ý Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã không xem xét công tâm Khách quan, khoa học đúng đắn đối với các vi phạm tố tụng của cơ quan điều tra Có thể nói, hiểu vấn đề khuất tắt bị che lấp như thời gian thực hiện hành vi phạm tội Thời điểm nạn nhân chết, các vi phạm trong việc thu giữ dấu vân tay, mẫu máu, vật chứng Đặc biệt là việc loại trừ các nghi can khác trong vụ án đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng chê tranh án Nguyễn Hòa Bình rằng không có quy định nào cho phép Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phán quyết về việc kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đúng hay không đúng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, công luận đánh giá rằng việc tập trung mối rùi được cho là quá mức vào các cơ quan bảo vệ pháp luật, tới mức có đại biểu Quốc hội thuộc Bộ Công an. Đã nói trước nghị trường Quốc hội rằng cử tri trong ngành, công an, sụp sôi phản ứng với phát biểu của ông Nhưỡng đó là nguồn cơn của việc cầu tranh án tòa án tối cao, cựu phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nói về đại biểu quốc hội lưu bình nhưỡng rằng thằng khóc thuê đó đợi đấy và bây giờ ông lưu bình nhưỡng cựu đại biểu quốc hội khóa 14, phó trưởng ban dân nguyện của quốc hội đã vào nhà đá theo lời nguyền đối với thằng khóc thuê lưu bình nhưỡng nhưng công luận quan tâm rằng trách nhiệm của những người có liên quan tới bị can nhưỡng sẽ bị xử lý ra sao nhất là khả năng cao vụ án này sẽ là vụ án điểm liên quan tới tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong số những người liên quan, phải kể đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong vai trò chống lưng. Còn Võ Văn Thưởng trong vai trò đồng phạm, giúp sức bằng các tin nhắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin. Nếu Lưu Bình Nhưỡng bị ghép tội chống đảng và là án điểm thì Huệ và Thưởng sẽ ra sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Thu Phương vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI, thời báo.de, Berlin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.